Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 100/2019 mới của Chính phủ xử phạt hành vi không thắt dây an toàn khi điều khiển ô tô sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng. Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt thay thế Nghị định số 46/2016 tăng nặng mức xử phạt đối với một trong những lỗi phổ biến thường gặp là không thắt dây an toàn. Theo đó, sẽ phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường. Nếu chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn khi xe đang chạy cũng bị phạt với mức phạt trên. Đối với hành vi này, Nghị định 46 trước đây chỉ xử phạt 100.000 đến 200.000 đồng. Nghị định mới cũng quy định sẽ phạt tiền từ 3 triệu đến 4 triệu đồng đối với cá nhân, 6 triệu đến 8 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách không có dây an toàn tại các vị trí ghế ngồi, giường nằm theo quy định, trừ xe buýt nội tỉnh. Việc phải thắt dây an toàn để trong trường hợp khi xe đang lưu thông tốc độ cao mà dừng đột ngột thì dây an toàn sẽ giữ người ngồi lại, giảm thiểu thiệt hại. Cũng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, theo đó tại khoản 5 điều 12 Nghị định 100/2019 quy định mức phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với các cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm như dạp, lều quán, cổng ra vào, đường rào các loại, công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện máy móc thiết bị rửa xe, đặt treo biển hiệu biển quảng cáo, xây đặt bục bệ, làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị dưới 20m², làm nơi trông giữ xe. Như vậy, những cá nhân hay tổ chức nào cố tình vi phạm, dựng dạp lấn chiếm đường đi, gây ảnh hưởng đến giao thông chung sẽ bị xử phạt nghiêm minh. Sau 10 ngày, luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đi vào cuộc sống, lượng khách uống bia rượu tại các nhà hàng quán ăn trên địa bàn tỉnh đã giảm đi rõ rệt. Cùng với đó, số vụ tai nạn giao thông cũng giảm tới 20%. Đây là những hiệu ứng rất tích cực. Khảo sát của phóng viên từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 1 tại các quán bia, quán nhậu trên địa bàn thành phố Hưng Yên, lượng khách đến ăn uống rượu bia đã giảm khoảng 50% so với trước. Nhiều khi trong cuộc sống cũng chỉ vì công việc đó, công việc kia phải uống 1-2 ly rượu với bạn với bè chẳng hạn, thì mình phải nhờ phương tiện là gì, con cái đến đón hoặc taxi đi về thôi. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 1, số bệnh nhân bị tai nạn giao thông giảm rõ rệt. Khoa mới tiếp nhận 19 ca cấp cứu do tai nạn giao thông. Tại các trung tâm y tế, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, số vụ tai nạn giao thông cũng giảm hẳn. Từ ngày 1 tháng 1 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã xử lý 42 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 220 triệu đồng, tạm giữ 37 xe mô tô, 5 ô tô, tước 39 giấy phép lái xe. Tuy nhiên, theo Thiếu tá Phí Việt Trung, đội phó đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, bên cạnh ý thức của đại đa số người dân được nâng lên, thì vẫn còn một số lái xe có hành vi bất hợp tác, chống đối, tìm mọi cách gây khó khăn cho lực lượng thực thi khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Thời gian qua thì chúng tôi cũng rất là tích cực để xử lý làm sao triệt để được cái tình hình là vi phạm về vấn đề nồng độ cồn. Rất nhiều lượt cán bộ chiến sĩ là tham gia xử lý, và trong kể cả ngoài giờ làm việc là tăng cường anh em để xử lý để nó có hiệu quả. Để thay đổi hành vi uống rượu bia và giúp người dân nhận thức đầy đủ về tác hại của uống rượu bia ngay trong thời gian ngắn là không dễ, nhưng cũng có những bài học để tham khảo khi Việt Nam đã từng làm tốt việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ
từ năm 1995 và quy định phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông năm 2008. Thực tế này cho thấy khi cả xã hội cùng vào cuộc và công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, vi phạm bị xử lý nghiêm khắc chắc chắn sẽ dần tạo được thói quen văn minh, lành mạnh trong sử dụng rượu bia. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn Công ty Cổ phần Thành Công đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.